Xin chào các bạn, trong video này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một chiếc nguồn tổ ong loại 12V 5A. Đây là loại nguồn khá phổ biến, thường được sử dụng để cấp nguồn cho các thiết bị điện 12V như hệ thống biển quảng cáo, hệ thống camera, máy bơm nước mini 12V và nhiều các thiết bị điện cần cường độ dòng điện cao khác nữa. Thông thường là những chiếc adapter trên thị trường có điện áp là 12V 1-2A nếu bạn sử dụng tải cao hoặc bạn sử dụng nhiều thiết bị cùng lúc thì bạn sẽ sử dụng chiếc nguồn tổ ong này. Và bây giờ thì mình sẽ mở hộp ra cho các bạn xem. Chiếc nguồn này là loại 5A, do đó nó khá là nhỏ gọn. Ngoài ra bên mình còn rất nhiều các loại nguồn khác nhau như là 10A, 20A hay 30A. Cạnh bên của nguồn có ghi một số thông tin như chuyển điện từ AC sang DC, tức là điện xoay chiều sang điện một chiều. Điện đầu vào là từ 100 cho đến 220V. Điện đầu ra là 12V 5A. Cấu tạo được làm từ vỏ nhôm và lắp bảo vệ được làm bằng inox. Trên bề mặt thì nó có các lỗ nhỏ như tổ ong để thoát nhiệt, do đó được gọi là nguồn tổ ong luôn. Chúng ta sẽ cùng xem lại một lần nữa. Nó có thể nằm vừa trong lòng bàn tay. Và bây giờ thì mình sẽ kết nối với dây để thử cho các bạn xem. Bạn sẽ thấy ký hiệu hai chân ngoài cùng bên tay trái là điện đầu vào 220V, do là điện xoay chiều, sau đó thì bạn có thể đấu chiều nào cũng được. Chân ở giữa có ký hiệu nối đất, bạn có thể nối thêm một dây dưới đất để chống giật. Thông thường chân này sẽ không dùng. Còn hai chân ngoài cùng chính là điện DC 12V. Cực âm có dấu trừ và cực dương là dấu cộng. Ngoài ra còn một chiếc chế áp nhỏ, nó có ký hiệu là IDG, bạn có thể sử dụng để điều chỉnh điện áp. Và bây giờ thì mình sẽ nối hai chân của điện đầu vào. Giờ mình sẽ cắm vào ổ điện. Bạn có thể thấy là đèn báo đã sáng. Và bây giờ thì mình sẽ dùng đồng hồ vạn năng để đo điện cho các bạn xem. Bạn đo hai chân ngoài cùng bên tay phải. Đồng hồ báo là 11,8V. Nếu bạn đo ngược chân thì đồng hồ báo là giá trị âm vì là điện một chiều, do đó khi sử dụng với thiết bị thì bạn cần hết sức lưu ý, nếu không thì sẽ gây ra chập cháy. Và bây giờ thì mình sẽ nối thử một chiếc motor 12V. Mình sẽ kẹp nó vào như thế này. Như vậy là động cơ đang hoạt động. Bạn có thể sử dụng chiếc nguồn này vào bất cứ thiết bị điện 12V nào mà bạn muốn. Nó có cường độ dòng điện là 5A, khá là khỏe. Ngoài ra thì bên mình còn rất nhiều các loại nguồn tổ ong khác nhau. Thông tin chi tiết sản phẩm thì mình sẽ đặt trong phần mô tả của video. Các bạn nhớ theo dõi kênh của Sản xuất Hải Phòng để xem được những video mới nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.